Sau Hoàng Nhiệt Đồ Điện xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ các bác một chiếc máy lọc không khí mới về, vừa vệ sinh xong lên phục vụ các bác luôn. Đây là một cái con máy lọc không khí mặt dâng cánh vẫy của hãng Panasonic. Con này có mã là VC50XG, một trong những cái model thiết kế đẹp nhất của hãng Pana. Mẫu mã thiết kế rất đẹp, mặt dâng hai cánh vẫy, mặt dâm cánh vẫy kép đầy đủ full tính năng công nghệ, rất đẹp. Hình thức thì còn rất là ok các bác nhé. Nói chung là cũng còn khá ok, không xấu lắm mà cũng không đẹp lắm. Được chưa? Khuyến cáo các bác luôn là nếu mà bác nào mà kỹ tính, siêu kỹ tính thì con này nó không đáp ứng được nha, vì là nó cũng là hình thức bình thường thôi. Đấy, dành cho các bác không quan trọng nặng nề về hình thức quá, một con máy bình thường. Quay các bác xem một loạt hình thức rồi. Đây, con này sản xuất năm 2014 thôi nhé. 43W điện 100V. Vỏ về bên em chỉ có lau thôi, nói chung là nó bình thường, không xuất sắc, không trung bình. Màng lọc HEPA thay mới tinh. Đấy. Màng than Panasonic rất dày. Đời cao. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Bên này phần màng bình nước buộc. Đấy. Màng cả bẩm zin thôi nhé. Hơi vàng chút do nước, nguồn nước nhưng mà vẫn rất xốp này. Không vấn đề gì đâu ạ. Còn các bác muốn mua cái này mới thì là 150.000 một chiếc. Màng cả bẩm. Tính năng thì full tính năng các như các máy khác rồi, khóa trẻ em này. Đấy. 3 giây là khóa. Hẹn giờ. Tạo phòng nhanh, cảm biến ánh sáng. Eco Navi. Điều chỉnh tốc độ cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc. 3 chế độ là không khí buồm và lọc không khí tự do tự động. Mình thường dùng đẩy chế độ này và bật eco là ok nhé. Mặt trước này báo eco navi, báo cảm biến bụi này, báo độ ẩm này. Đấy. Đo bụi mịn 2.5 cho các bác xem luôn. Con này thì bên em đấu điện 220V rồi nhé, có cắm thẳng điện lưới Việt Nam. Hôm nay thời tiết không khí cũng khá là sạch, vừa mưa xong rồi mà này. Hôm nay khô ráo, lượng bụi mịn 3.5 đang hướng an toàn, có 37 thôi. 39. Cho đây xem nó giảm đến mức nào nữa. Đấy, sau khi cho vào máy các bạn thấy chất lượng không khí tốt hơn hẳn nhé, còn có mười mấy thôi. Đang xuống rất là tốt. Một con máy thiết kế đẹp của hãng Panasonic, đời cao 2014. Giá thành cũng rất hợp lý. Con này em bán là 2.8 triệu các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển. Giá 2.8 triệu. Chào các bác.